Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc ngày 4 tháng 6 cho biết, nước này và Nhật Bản đã nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán cấp chuyên viên để giải quyết tranh chấp quân sự kéo dài nhiều năm liên quan đến các hoạt động trên biển của hai bên trong nỗ lực mới nhất nhằm cải thiện quan hệ song phương. Sau cuộc đàm với người đồng cấp Nhật Bản Yasukazu Hamada tại Singapore, bên lề đối thoại Shangri-La lần thứ 20, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-suk cho biết các cuộc đàm phán giữa hai nước sẽ tập trung vào việc ngăn ngừa xung đột vốn gặp nhiều khó khăn trong hợp tác quốc phòng song phương trong những năm gần đây. Tranh chấp giữa hai nước bùng lên vào tháng 12 năm 2018 khi một máy bay tuần tra trên biển của Nhật Bản thực hiện chuyến bay ở độ cao được coi là thấp bất thường qua một tàu chiến Hàn Quốc. Seoul đã chỉ trích cách tiếp cận nguy hiểm của máy bay này, trong khi Tokyo cáo buộc tàu Hàn Quốc đã khóa radar điều khiển hỏa lực trên máy bay. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hai nước nhất trí giải quyết tranh chấp bằng cách bắt đầu các cuộc đàm phán cấp chuyên viên và tập trung vào việc đưa ra các biện pháp để ngăn chặn sự cố tai diễn. Thư ký báo chí Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đối thoại, tìm giải pháp hòa bình cho các mục tiêu của Moscow liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ông peskov nêu rõ nhà lãnh đạo nga đã đang và sẽ cởi mở với bất kỳ kênh tiếp xúc nào liên quan đến các mục tiêu tại ukraine thông qua các biện pháp hòa bình tuy nhiên theo ông peskov phương tây không đưa ra bất kỳ lựa chọn nào khác để giải quyết cuộc xung đột ở ukraine ngoài chiến trường khi trả lời câu hỏi liệu moscow có sẵn sàng đàm phán với bất kỳ đại diện nào của chính quyền kiev hiện nay hay không ông peskov đã bày tỏ nghi ngờ điều này ông giải thích rằng luật pháp ukraine cấm mọi cuộc đàm phán với chính quyền nga Thưa quý vị, chống biến đổi khí hậu đang trở thành mặt trận mới trong cạnh tranh Mỹ Trung khi hai bên đều muốn gây áp lực lên nhau để giảm phát thải. kể từ khi các cuộc đàm phán giữa đặc phái viên về khí hậu của Mỹ, ông John Kerry, với Bắc Kinh bị đình trệ vào tháng 8 năm ngoái, nhiều địa phương Trung Quốc đã rầm rộ phê duyệt nhiều dự án nhà máy điện than mới, làm dấy lên lo ngại nước này đang rời xa các mục tiêu về chống biến đổi khí hậu khi cạnh tranh siêu cường với Washington tăng nhiệt. Làm thế nào để kiểm soát mối quan hệ với Trung Quốc là trọng tâm thảo luận chính của các lãnh đạo G7 tại hội nghị thượng đỉnh vừa diễn ra ở Nhật Bản. Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo G7 đưa ra nhiều ngôn từ cứng rắn với Bắc Kinh, kêu gọi những nước có khả năng và chưa nằm trong số các nhà tài trợ ứng phó vấn đề khí hậu quốc tế hiện nay làm nhiều hơn nữa để giúp các quốc gia đang phát triển đầu tư những dự án liên quan đến khí hậu. Bắc Kinh cũng được đánh giá là tác nhân quan trọng nhất ảnh hưởng đến việc xác định liệu thế giới có thể ngăn chặn biến đổi khí hậu hay không, bởi nước này không chỉ là bên phát thải lớn nhất mà còn là nơi cung cấp quan trọng pin điện, tấm quang năng và các thành phần quan trọng khác phục vụ quá trình chuyển đổi năng lượng của thế giới. Trước thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, Trung Quốc và Mỹ không thể hợp tác về khí hậu bị ảnh hưởng bởi căng thẳng ở những khía cạnh khác trong mối quan hệ. Nhưng gần đây, khí hậu đã trở thành mặt trận nắm bỏng không kém trong cuộc đối đầu giữa hai nước. Cam kết chung mà Mỹ và Trung Quốc đạt được tại hội nghị COP26 ở Glasgow năm 2021 về hợp tác khí hậu đã giúp thúc đẩy các nhà đàm phán hướng tới một thỏa thuận tham vọng hơn. Nhưng khi các chính trị gia quan chức ở Washington có quan điểm ngày càng cứng rắn với Bắc Kinh do cạnh tranh siêu cường gay gắt, không gian hợp tác đã bị thu hẹp đáng kể. Chúng ta không thể giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu nếu thiếu Trung Quốc, nếu chúng ta bỏ qua cơ hội tương tác với họ một cách xây dựng, điều đó không giúp ích gì cho nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu. Trước tình trạng đình trệ trên mặt trận ngoại giao, chính quyền tổng thống Biden đã bắt đầu tìm kiếm những công cụ quyết liệt hơn để thúc đẩy Trung Quốc giảm phát thải và đặt ra mục tiêu tham vọng hơn về vấn đề khí hậu. Một trong số đó là áp đánh thuế carbon với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Nhưng tương lai của dự án thí điểm này vẫn chưa chắc chắn, các mức thuế liên quan đến khí thải cũng sẽ là bài toán khó với những nhà hoạch định chính sách ở Washington. Trong khi đó, Bắc Kinh lập luận rằng chúng không nhằm mục đích chống biến đổi khí hậu mà chỉ là một công cụ trong nỗ lực của Mỹ nhằm kiềm chế thương mại Trung Quốc. Nếu được triển khai, biện pháp đánh thuế đó sẽ chỉ phủ bóng đen lên triển vọng hợp tác về khí hậu giữa hai nước, đồng thời gây tổn hại lòng tin khi Mỹ cố tình đặt ra những thách thức đối với hàng xuất khẩu từ Trung Quốc. Trong khi hai cường quốc thế giới vẫn chưa giải quyết được những mâu thuẫn về mục tiêu biến đổi khí hậu, thì người dân ở khắp nơi trên thế giới đang trải qua những ngày hè oi bức với nền nhiệt độ cao kỷ lục do hệ quả của tình trạng nóng lên toàn cầu, ảnh hưởng tới sức khỏe, cuộc sống cũng như nền kinh tế. Vì thế, một triển vọng tích cực nồng ấm hơn trong quan hệ Mỹ-Trung Quốc là điều mà nhiều nước mong đợi để đóng góp cho các nỗ lực giải quyết các thách thức chung. Ngày 4 tháng 6, Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Ashwini Vaishnaw công bố đã tìm ra nguyên nhân và những người chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra hôm 2 tháng 6, gây ra cái chết của ít nhất 288 người. Nguyên nhân dẫn đến thảm họa đường sắt của Ấn Độ là sự thay đổi trong quá trình khóa liên động điện tử. Đây là một hệ thống tín hiệu phức tạp, được thiết kế để ngăn các đoàn tàu va chạm bằng cách sắp xếp chuyển động của các toa tàu trên đường dây. Lỗi phát sinh đã khiến con tàu chở 1.257 hành khách di chuyển từ Kolkata đến Chennai đi vào một đường dây phụ. Con tàu sau đó đâm vào một tàu chở hàng, chật bánh, tiếp tục va chạm và hất văng hai toa cuối của tàu chở khách khác chở 1039 người. Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ cho hay những người chịu trách nhiệm đã được xác định, nhưng danh tính cụ thể của họ chưa được tiết lộ. Ấn Độ vẫn đang tiếp tục công tác điều tra để làm rõ vụ việc. Một trận lở đất vừa xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, khiến cho 14 người thiệt mạng và 5 người mất tích. Lở đất xảy ra sáng sớm mùng 4 tháng 6 tại vùng đồi núi gần thành phố Lạc Sơn, phía Nam Tứ Xuyên. Trên 180 nhân viên cứu hộ đã được huy động tới hiện trường vụ lở đất. Các chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ đang được gấp rút triển khai. Lở đất xảy ra sau hai ngày mưa lớn kéo dài tại Lạc Sơn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin GMT Cộng 7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị.